Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 17 tháng 4 năm 2014 tại huyện Quỳ Thị, tỉnh Hậu Giang diễn ra sự kiện Internet giới thanh niên. Tham gia sự kiện Internet giới thanh niên, các bạn thanh niên và học sinh sẽ có cơ hội được trải nghiệm những ứng dụng thực tế trên máy tính và Internet. Để hiểu rõ hơn, máy tính Internet có thể mang lại những gì và lý thú như thế nào cho cuộc sống của các bạn. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao